Kính thưa quý vị, dưới 10% khiếu nại qua báo Việt Nam có kết quả. Một khảo sát cho thấy là chưa tới 10% khiếu nại, tố cáo hay phê bình qua báo chí được phản hồi đúng luật và đúng mức. Khảo sát do Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng thực hiện với gần 280 nhà báo làm việc trong các lĩnh vực xử lý đơn thư, điều tra, kinh tế tại 19 tỉnh và thành phố trên toàn Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2013. Trung tâm cũng phỏng vấn lãnh đạo báo chí tại một số nơi có nhiều khiếu nại và tố cáo. Khảo sát cho thấy là chỉ có 25% các phản ánh của báo chí được trả lời đúng thời hạn và cũng chỉ có 25% các phản hồi đúng thời hạn đó giải tỏa được thắc mắc của người dân. Như vậy thì số phản hồi vừa đúng thời hạn, vừa đúng vấn đề chỉ chiếm trên 6% tổng số khiếu nại, tố cáo hay phê bình mà báo chí chuyển tới các cơ quan công quyền. Nhóm thực hiện khảo sát viết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mức độ phản hồi thấp thể hiện ở cả hai phía báo chí và cơ quan nhà nước, từ khâu nhận thức, tổ chức thực hiện cho đến việc thiếu hụt các kỹ thức và kỹ năng cụ thể. Nhiều yếu tố khác tác động mạnh mẽ đến mức độ phản hồi, có cả tác động tích cực và tác động tiêu cực như sự tham gia của các cơ quan quản lý, chỉ đạo báo chí, vấn đề đạo đức nghề nghiệp của báo chí trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và vai trò cạnh tranh, tương tác của mạng xã hội, blog cá nhân.